chào mừng các bạn đến với podcast của Jen. Đây là nơi chúng ta có thể chia sẻ với nhau về nhiều chủ đề liên quan đến tài chính cá nhân, phát triển bản thân, ngành blockchain mình đang làm việc và những bài học giá trị mình đã đúc kết được cho bản thân. Trong chủ đề của tập podcast ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ về hiệu ứng cánh bướm, hay tiếng Anh mình gọi là Butterfly Effect. Vậy thì đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu hiệu ứng cánh bướm nghĩa là gì. Mình nghĩ là hầu hết như chúng ta đã từng đôi lúc một lần nghe qua hoặc là trải nghiệm qua cái hiệu ứng cánh bướm này trong cuộc sống hàng ngày, nhưng mà mình không nhận ra đó thôi. Vậy thì trong podcast ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ về thứ nhất là nguồn gốc, thứ hai là định nghĩa, và thứ ba mình sẽ lấy một vài những cái ví dụ kinh điển của hiệu ứng cánh bướm và đồng thời là chia sẻ qua một chút về câu chuyện về trải nghiệm cá nhân để chúng ta có thể hiểu thêm về cái ý nghĩa của hiệu ứng cánh bướm này và nó tác động, nó có ý nghĩa thế nào đối với cuộc sống của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày nha. Đầu tiên thì hiệu ứng cánh bướm, Butterfly Effect nghĩa là gì? Nguồn gốc của hiệu ứng cánh bướm bắt nguồn từ rất là lâu rồi, là từ những nghiên cứu của một nhà toán học có tên là Edward Norton Lawrence về khí tượng học. Thì các bạn biết là vào những năm 1960 đó, khi mà ông Lawrence này ông đang cố gắng mô hình hóa những cái hiện tượng thời tiết bằng máy tính. Và trong lúc khi mà mô phỏng một cái dự đoán thời tiết trên máy tính, ông Lawrence này, ông đã lỡ nhập số liệu là 0.506 thay vì đáng ra ông phải nhập là 0.506127 như là dự tính ban đầu. Việc này dẫn đến kết quả dự đoán thời tiết thu được nó hoàn toàn khác xa so với tính toán ban đầu của ông. Ông rất là bất ngờ, tại vì hai cái con số này nó không quá khác nhau, chỉ là làm tròn số thôi. Các bạn thấy là một bên là 0.506, làm tròn của 0.506127 thì đáng lẽ là cái kết quả thu được nó chỉ lệch nhau chút xíu thôi. Nhưng mà ông rất bất ngờ khi mà máy tính đưa ra kết quả một cái dự báo khác xa so với những cái số liệu gốc, mặc dù cái giá trị làm tròn nó không đáng kể. Thì từ cái sai lầm này, ông đã phát hiện ra rằng trong các hệ thống hỗn loạn thì một cái thay đổi nhỏ trong điều kiện ban đầu có thể dẫn đến những thay đổi lớn trong kết quả sau này. Theo ông, khi mà một cái đập cánh của con bướm cũng có thể tạo ra một sự thay đổi trong điều kiện gốc của hệ vật lý và kéo theo nó là những thay đổi rõ rệt về thời tiết, hay thậm chí hơn là có thể tạo ra một cơn lốc tại một địa điểm cách nơi cái con bướm đập cánh hàng vạn km, thì hiệu ứng cánh bướm này đã được ông Edward Norton Lawrence công bố năm 1969 với một câu nói đi đôi vô cùng nổi tiếng mà chắc hẳn các bạn đã từng nghe qua. Đó là, chỉ cần một con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra một cơn lốc xoáy ở Texas. Tóm lại thì hiệu ứng cánh bướm, Butterfly Effect, là một khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn, có ý nghĩa ẩn dụ rằng trong cuộc sống, đôi khi chỉ cần một hành động hoặc là một quyết định nhỏ bé thôi có thể đem tới kết quả bất ngờ, thậm chí có thể thay đổi cả lịch sử và hình thành nên số phận của một con người. Hay là như trong tiếng Việt của chúng ta có một câu gần ý nghĩa như vậy, các bạn có đoán được là câu gì không? Đó là câu sai một ly, đi một dặm. Một ví dụ kinh điển cho hiệu ứng cánh bướm là câu chuyện năm 1905. Có một chàng trai trẻ nọ nộp đơn vào Học viện Mỹ thuật ở Vienna, nhưng mà không may cho anh ta là anh ta đã bị trường từ chối tới 2 lần. Và tồi tệ hơn nữa, đó cũng là một điều không may cho cả thế giới. Tại vì chàng sinh viên vô cùng đam mê với nghệ thuật đó chính là Adolf Hitler. Và sau khi bị từ chối thì anh đã phải buộc sống trong một khu ổ chuột trong thành phố và chủ nghĩa chống Do Thái của ông bắt đầu phát triển từ đây. Hitler gia nhập quân đội Đức thay vì thực hiện ước mơ làm nghệ sĩ, và điều này đã dẫn đến cuộc diệt chủng tàn khốc nhất nhân loại và gây ra cuộc chiến tranh thế giới thứ hai với hậu quả và mất mát như thế nào lên toàn thế giới thì chắc hẳn chúng ta không cần phải nói thêm. Vậy nếu như Hitler đổ vào Học viện Mỹ thuật thì ông sẽ không tham gia quân đội, cũng không hình thành trong đầu chủ nghĩa bài Do Thái, và có lẽ thế giới cũng không có một cuộc chiến thế giới thứ hai vô cùng tàn khốc như vậy. Hay một ví dụ khác tích cực hơn về hiệu ứng cánh bướm thì các bạn biết hãng xe Toyota đúng không? Toyota là một hãng xe vô cùng nổi tiếng mà chắc hẳn ai nghe cũng đều biết đến thương hiệu xe hơi này với độ bền bỉ của nó. Nhưng mà ít ai biết rằng cha đẻ của hãng xe Toyota là ông Sakichi Toyoda lại xuất thân từ một gia đình có truyền thống làm thợ mộc.
Trong một chuyến công tác tại Mỹ, thì ông Toyoda rất là bất ngờ khi mà ngành công nghiệp xe hơi của nước Mỹ vô cùng phát triển, trong khi nhìn về quê hương là Nhật Bản thì lại không có. Và sau này khi mà ông Toyoda về nước, trong một ngày nọ, ông tình cờ đọc được một bài báo. Trong bài báo đó nói rằng Nhật Bản phải nhập 800 chiếc xe ô tô từ Mỹ. Và sau khi đọc xong thì ông cảm thấy điều này làm tổn thương lòng tự tôn dân tộc. Sau đó thì ông đã quyết định phải tự sản xuất ra những chiếc xe ô tô ngay tại đất nước Nhật Bản của mình với thương hiệu Made in Japan. Vào thời điểm đó thì không ai có thể tin Toyoda có thể làm được, nhưng bằng sự nỗ lực kiên trì vượt qua rất nhiều sóng gió thì cuối cùng Toyoda đã được cả thế giới công nhận. Và nếu như không có cái đập cánh của con bướm, tức là việc ông Toyoda đọc bài báo nhập 800 chiếc xe, thì liệu ngày nay Nhật Bản có ngành ô tô phát triển như vậy không? Hay là vào năm 2008, một tài khoản ẩn danh có tên là Satoshi Nakamoto bắt đầu đăng một bài viết trên một diễn đàn trực tuyến giới thiệu ý tưởng về Bitcoin. Và bài báo có tiêu đề là Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. Đó cũng chính là sự hình thành và bắt đầu cho thời đại phát triển về công nghệ blockchain, về Bitcoin, về tiền điện tử cryptocurrency, làm tiền đề tạo nên sự phát triển của tiền mã hóa như ngày nay. Như vậy, sau khi hiểu được lý thuyết về hiệu ứng cánh bướm rồi, thì mọi người có thể nhìn nhận lại trong chính cuộc sống của chúng ta. Có phải chúng ta cũng đã từng trải qua một lần hoặc vài lần chú bướm đập cánh rồi hay không? Với câu chuyện của bản thân mình, đó là hồi trước thì mình có làm hồ sơ đi du học Mỹ. Thì lúc đó là mình cực kỳ mông lung, tức là không biết mình sẽ làm gì tiếp theo, mình muốn học ngành gì hay là sau này mình muốn làm gì. Cho nên mình muốn nộp đại vào một trường ở Mỹ để học lên thạc sĩ. Lúc đó thì xét điều kiện mình không có cơ hội để lấy học bổng, tại vì điểm chuyên ngành của mình rất là thấp, kinh nghiệm đi làm cũng chưa có, thư giới thiệu cũng không có, rồi điểm GMAT, tất cả mọi thứ đều mình chưa có thi, và một điểm nữa thì học phí rất là mắc. Cho nên thì mình tham khảo ý kiến của một cái agency là trung tâm tư vấn du học, thì họ nói là cái khả năng mà mình được học bổng hay là hỗ trợ về học phí nó sẽ rất là thấp, và nếu mà mình muốn đi thì toàn bộ chi phí về ăn ở đi lại cũng như tiền học phí thì đều là phải tự gia đình và tự mình chi trả hết, chứ không có sự hỗ trợ từ chính phủ hay là trường đâu. Mình vẫn còn nhớ là lúc đó khi mà mình ngồi bàn bạc lại với gia đình ở quê đó, thì ba mẹ mình đã phải lấy giấy bút ra tính toán từng khoản một. Nếu như mà mình sang Mỹ du học thì tiền ký túc xá là bao nhiêu, tiền ăn, tiền sinh hoạt, tiền học phí là bao nhiêu, trong vòng 1 năm thì tổng lại là bao nhiêu, và nhân lên là 2 năm thì sau 2 năm tổng cộng tiền học là bao nhiêu, ba mẹ có gánh nổi không. Thì lúc đó mình vẫn còn nhớ cái con số trung bình á, thì phải lên đến cả tỷ bạc. Mà ba mẹ mình thì tất nhiên là nhà mình không có tiền, và mình vẫn còn nhớ như in là lúc đó ba mẹ đã im lặng một hồi rất là lâu, tức là mọi người đều đăm chiêu suy nghĩ và im lặng. Tức là ba mẹ mình có những cái suy nghĩ trong đầu nhưng mà họ không nói ra. Và sau khi mà im lặng một hồi lâu thì ba mẹ mình có nói với mình là ba mẹ sẽ bán cái miếng đất để dành duy nhất mà ba mẹ có thể đủ tiền để lấy tiền cho mình đi du học trong giai đoạn đầu. Thực ra thì bán nó cũng chưa có đủ cái phần tiền đó đâu, nhưng mà đủ một phần giai đoạn ban đầu. Sau khi mà qua đó thì mình cố gắng mình dành thời gian đi làm hoặc là như thế nào đó để đỡ đần, chứ thực ra thì không có đủ tiền. Ba mẹ mình thì cũng không có của để dành nhiều, chỉ có một cái miếng đất nhỏ nhỏ ở dưới quê để dưỡng già sau này thôi. Nhưng mà lúc đó mình cần thì ba mẹ nói ba mẹ sẽ bán đi để lấy tiền. Khi mà nghe xong thì mình cũng chạnh lòng lắm chứ, nhưng mà lúc đó mình đã hơi vội vàng. Tức là trước khi mình bàn bạc với ba mẹ thì mình đã lỡ mình đóng tiền cho cái trung tâm tư vấn du học rồi. Lúc đó mình đã gom góp cái số tiền tiết kiệm của mình là 11 triệu, là mình đã đóng hẳn 100% cho trung tâm để làm hồ sơ. Bây giờ là không làm hồ sơ nữa thì coi như là mình bị mất tiền luôn á. Thì cuối cùng thì do hơi tiếc cái số tiền mình đã lỡ đóng, cho nên mình cũng đã quyết định là sẽ làm hồ sơ và nộp qua trường bên đó để apply vào trường, xong rồi xem như thế nào. Còn vụ tiền bạc thì mình nghĩ là tới đâu tính tới đó, và mình nghĩ là qua đó thì mình có thể đi làm và kiếm tiền. Thì mình vẫn còn nhớ là cái chiều ngày hôm trước, cái bên trung tâm tư vấn du học họ nói là hồ sơ của mình đang chuẩn bị được gửi đi á. Thì ngay ngày hôm sau là dịch Covid bùng phát tới giai đoạn nghiêm trọng, tất cả mọi thứ đều bị gián đoạn, tất cả ngưng hết, mọi người đều cách ly tuân thủ tuyệt đối, tại vì giai đoạn dịch lúc đó bùng phát rất là mạnh, tất cả mọi thứ đều ngưng
không làm gì được hết. Thì trong cái lúc thời gian đó, hồ sơ của mình gặp rất là nhiều trục trặc luôn, và giai đoạn nộp hồ sơ nó không có được mượt mà như kỳ vọng. Thì đúng trong cái thời gian đó mình quay trở lại với crypto và làm việc cũng như là gắn bó cho tới tận bây giờ. Thì đối với mình, cái lúc mà dịch Covid nó bùng phát ngay lúc đó, ngay cái thời điểm nộp hồ sơ của mình á, và cái lúc đó là cái hồ sơ của mình nó bị trục trặc, nó không có được mượt mà lúc mà mình nộp á, chính là cái đập cánh của chú bướm trong cái butterfly effect mà nãy giờ mình có chia sẻ ở trên. Tại vì nếu mà mọi thứ được như ý nguyện thì ok, có lẽ mình đã sang Mỹ du học, và có thể ba mẹ mình đã phải bán đi miếng đất và đi vay nợ để mình sang bên đó. Và có thể sau khi qua đó học xong, mình cũng phải mất một thời gian thì mới có thể hòa nhập được và đi làm và kiếm tiền trả nợ. Có khi bây giờ thì mình vẫn còn đang rất là chật vật. Nhưng mà thực tế thì mình đã ở lại Việt Nam làm về mảng crypto và cũng kiếm được khá là nhiều tiền từ đợt uptrend 2020-2021. Qua đó thì mình có thể mua được nhà cho ba mẹ ở dưới quê nè, và có thể thay đổi cuộc sống của mình rất là nhiều và trở thành một người độc lập tài chính luôn. Và mỗi tháng mình cũng có dư tiền ra để mình gửi lại biếu ba mẹ, và mình làm được rất là nhiều thứ cho bản thân và cho tương lai sau này nữa. Nhưng mà chắc chắn là không ai nói trước được điều gì. Mình chỉ biết là những gì ở hiện tại thì mình sẽ trân trọng thôi và sẽ cố gắng hơn ở tương lai. Còn chuyện quá khứ thì mình biết là chuyện không ai có thể thay đổi được. Thì mọi người có thể nhìn lại vào trong cuộc sống chính của mỗi bản thân mỗi người á. Đôi khi thì chỉ là một câu nói, một cái hành động nhỏ, một cái sự việc nhỏ thôi, nhưng mà đâu ai biết được có thể dẫn đến một kịch bản hoàn toàn khác thì sao? Một kết quả không ai ngờ tới sau đó, thậm chí có thể thay đổi cả một cuộc đời của một ai đó, hoặc là cả lịch sử. Giống như việc vào năm 1907, một nhà môi giới chứng khoán đã viết một cuốn sách tạo ra sự hoảng sợ trong giới môi giới chứng khoán ở phố Wall, có tên là Thứ Sáu Ngày 13. Cuốn sách đó của Thomas Lawson gây ra một tác động lớn đến nền kinh tế Hoa Kỳ vào thời điểm đó, khi mà tất cả mọi người tin vào những triết lý được đưa ra trong cuốn sách này. Thay vì mọi người bắt đầu đi làm, đi du lịch, nghỉ dưỡng, mua sắm, thì mọi người lại có xu hướng là chọn ở nhà vào Thứ Sáu Ngày 13 để có thể giữ sự an toàn và giữ sự may mắn của bản thân, không có đi ra ngoài đường vào Thứ Sáu Ngày 13. Điều đó đã khiến nền kinh tế của Hoa Kỳ thiệt hại khoảng 900 triệu đô la thời điểm bấy giờ. Và cho đến hiện tại thì Thứ Sáu Ngày 13 hay là Black Friday vẫn luôn trở thành một chủ đề topic được rất là quan tâm mỗi năm, khi mà có nhiều thương hiệu đồng loạt có những chiến lược marketing để giảm giá mạnh, thu hút khách hàng. Thì các bạn có thể thấy là cái hiệu ứng cánh bướm được áp dụng nhiều trong lĩnh vực tâm lý học, khoa học, marketing và kinh doanh. Ngày nay có rất là nhiều bạn trẻ có xu hướng tự ti về bản thân. Các bạn không tin rằng các bạn có tiềm năng thay đổi hoặc là tạo ra những cái ảnh hưởng lên thế giới. Thực tế mà nói thì trong chúng ta chỉ cần thay đổi chính mình được là nhiều lắm rồi á, chứ đừng nói cái việc mà muốn thay đổi, tạo ra ảnh hưởng lên toàn cầu, toàn thế giới. Mình lấy ví dụ như bạn có thể tưởng tượng là ngày hôm nay bạn quyết định thay đổi bản thân, đi đến phòng tập thể dục và chỉ cần tập 30 phút rồi về thôi cũng được. Điều này tuy rất là nhỏ nhưng mà ít nhất là bạn đã chiến thắng được cái sự lười biếng của bản thân. Bạn đã tốt hơn 1% so với bạn của ngày hôm qua rồi. Và nếu như bạn duy trì được thói quen tập luyện thì có thể bạn cũng 10 năm sau, 20 năm sau sẽ nhìn lại quá khứ và thầm cảm ơn vì lúc đó bản thân của bạn đã không lười biếng, đã chọn tập thể dục để khi mà có tuổi thì cơ thể của bạn vẫn còn nhiều năng lượng và sức khỏe. Trong công việc cũng vậy, bạn không nên xem nhẹ những cái việc nhỏ, vì biết đâu chỉ là những cái việc nhỏ đó thôi nhưng mà nó sẽ gây ảnh hưởng lớn lên công ty, mà công ty là gồm biết bao nhiêu con người và mỗi con người trong đó là có cả gia đình của riêng họ nữa. Nên cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào và tình huống gì, dù đó có là việc nhỏ nhất đi chăng nữa thì bạn đừng nghĩ đó là việc vô nghĩa. Bạn hãy nên nhớ có thể điều đó sẽ tạo ra kết quả hoặc là gây ra hậu quả như thế nào. Và cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe podcast của Jen ngày hôm nay. Nếu mà bạn thấy thích tập podcast này thì nhờ bạn nhấn thêm vào nút like để mình có động lực làm những tập tiếp theo. Mình xin cảm ơn bạn rất là nhiều và xin chúc những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này sẽ đến với bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập podcast sau. Bye bye!